Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và đợi tí mình đang vào game nha các bạn. Hôm nay thì là mình sẽ lấy cái con rồng Legend cuối cùng của sự kiện Magic Event các bạn ạ. Rồi, hiện tại đang bán game nè. Mythic Offer, hiện tại đang bán con Deck Knight Dragon. Con này đại diện cho hệ bóng tối các bạn ạ. Đúng là Deck Knight mà. Rồi shop đang bán shop à, và trong cái sự kiện Dust and Down này thì cũng sắp kết thúc rồi, và tổng kết lại thì các bạn nhận được những phần thưởng giá trị nào thì các bạn comment để cho mình biết với nha. Mình trước mình là mình nhận được một con duy nhất, đó chính là con Blitzking Dragon à, chỉ có một con đó thôi các bạn, tất cả các rương luôn, mở rương bóng tối cho đến rương ánh sáng cho đến lúc Legendary Chess rồi Heroic Chess đều chỉ được trái cây thôi, chỉ được mỗi cái rương like á. Trong một cái rương like chết thì mình mở ra được cái con Blitzking Dragon. Nhưng mà khá là cây cú các bạn ạ, là cái con Blitzking này thì mình đã có 5 sao rồi. Đấy, khá là cây cú các bạn. Blitzking Dragon là một loại rồng VIP nhầm, Legend cấp 9 nhầm. Legend cấp 5 nha các bạn, mình xin lỗi, cứ nhầm biết à. Con này là Legend cấp 5 nha, khi nó mát 5 sao E cộng thì máu của nó là 193.000 máu và 45.000 đam. Rồi, và các bạn cứ nhận phần quà giá trị nào thì tổng kết lại cho mình biết với nha. Mình để ý thấy là các bạn kêu là nhận được 7 con Legend đây rồi. Rồi các bạn kêu là mở rương Light Chest nhận được Light Titan, các bạn thì mở được Deck Titan, toàn là hàng ngon không. Còn mình thì cứ trái cây và trái cây thôi, có ai nhỏ như mình không? Được con rồng Legend thì nó đã có 5 sao rồi. Rồi, ok, đây là cái con rồng Obscure Deathless Dragon. Hôm nay mình sẽ lấy luôn ha. Ok, mình đã lấy được con Obscure Deathless Dragon. Rồi. Và bây giờ mình sẽ ra mình review nó luôn cho các bạn. Rồi, sự kiện này mình đã finish rồi, xong. Rồi, con này thì mình mở được cái rune Light Chest nhận được nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ up cái con Obscure Deathless luôn. Deck à, mấy mấy cái này nè các bạn, cái deck net này chết này nè vẫn còn, là do lúc mình mở là mình tắt wifi nha các bạn. Lúc mình tắt wifi là mình nhận được quà á, nhận được toàn trái cây không à, nếu mình không có bật wifi lên mình lấy. Bây giờ mình sẽ để cho đến khi nào mà mình đạt cấp 150 á thì lúc đó mình sẽ mở ra để mình lấy trái cây nó nhiều hơn. Hiện tại thì mình chỉ có 108 thôi, mở ra được tầm 200.000 trái cây. Còn khi mà mình lên được 150 thì mình nghĩ là mở ra được tầm 300.000 cho đến 400.000. Nói chung là lời thì mình sẽ đợi để dành khi nào đủ cấp 150 rồi mình sẽ mở những cái rương này để lấy trái cây. Rồi con rồng hồi nãy là đắc gì đấy đấy. À, đây, Obscure Deathless Dragon. Rồi, và 47 tiếng các bạn đợi tí mình ra mình dùng sai nha. Mình dùng những cái này nè. À, mình dùng những cái này nè để mình skip được cái thời gian ấp trứng. Rồi mình đã ấp xong rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó ra đảo ha. Ở đây thì nó có hệ Buri là nhiều vàng nhất nên mình sẽ cho nó ra đây nha. Hệ thuần khiết. Rồi, ok. Obscure Deathless Dragon. Yes. Rồi. Đây chúng ta cùng xem. Con này khi đẹp mắt, cái status của nó khi mát này là 227.000 máu và 48.000 đam, tức là nó là một con Legend cấp 9 nha các bạn, một con Legend cấp 9. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ăn luôn ha. Rồi chúng ta sẽ cho nó ăn lên level, chắc là mình nghĩ là cho ăn lên level 15 nha các bạn. Rồi, con này thì hệ của nó là hệ bóng tối đầu. Rồi, nó khi ra lửa lửa đen các bạn ạ. Rồi, hệ bóng tối đầu thì nó sợ hai hệ là hệ đất và hệ ánh sáng. Nó có thể creep được hệ ánh sáng, Legend, đất, lửa, lá và chiến binh. Bốn hệ creep được 7 hệ khác nhau. Bốn hệ creep 7 hệ khác nhau các bạn ạ. Ngọn lửa, bóng tối. Không, khì đó. Khì hỏa ngục, ok. Mình sẽ đặt tên cho nó là khì hỏa ngục.
hỏa ngục khi khi hách hỏa ngục các bạn, lửa của nó là lửa lửa đen. Ok, này cái hỏa ngục không là người người ta tưởng là lửa đá các bạn, hoặc lửa xanh, hách luôn khi hách hỏa ngục. Ok đẹp rồi. Rồi, máu là 8.800, chúng ta xem thử skill của nó khi train như thế nào. Nó train được toàn là skill có gai các bạn ạ. Được hai skill mạnh nhất là có gai cộng, có cái dấu cộng này là skill bóng tối à, và skill bure. Skill bure thì các bạn không cần luyện chi, chỉ cần nếu bạn nào chơi con này thì luyện ba skill này thôi, skill này và skill này đấy. Và sau sau khi kết thúc sự kiện này thì mình nghĩ là nó sẽ bán off của con này các bạn ạ. Và bạn nào có một ít game á thì nếu mà có con này rồi á, có một ít game nữa thì mua mua về để nâng nó lên 1 sao, sau đó đem đi combat mình nghĩ là ổn á. Rồi ok đã xong, bây giờ chúng ta chỉ còn lại một sự kiện duy nhất thôi, đó chính là sự kiện Dust Runner. Chúng ta sẽ cố gắng lấy 50 orb của con Light Titan và sau đó là sẽ làm gì ta, lấy được 50 orb của con Light Titan sau đó là sẽ summon và review cho các bạn xem. Rồi ok, bây giờ mình việc đầu tiên là phải tắt cái wifi đây. Rồi bây giờ chúng ta combat nào. Tắt cái wifi đi để chơi cho nó chắc chắn các bạn ạ. Mình sẽ đặt mục tiêu tất cả là đều vì 120 trong trống cả. Sẽ cố gắng bước đến nó lấy cái 50 ốp của con là Light Titan cho nó chắc chắn một tí. Rồi, 23 trong trống. Bình tĩnh nào. Cái này mình sợ tắt cái chân luôn các bạn ạ. 47 rồi, 47. Đây, khúc này nguy hiểm này. Ok, đẹp. Rồi, cái khúc 73 đó các bạn ạ, màn nào cũng có cả. Và thường thì khúc đó nó hay đánh đố là khá là nguy hiểm, ráng qua được khúc đó là ok, còn lại khúc sau thì tùy nữa, phải chơi quen à. Cái khúc mà khá nhất á, là cái năm cái nó ở theo cái hình chiếu á các bạn, khó lấy lắm. 107 rồi. Rồi đẹp 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 đẹp, 111. Rồi hụt cái rồi, thôi để mình để tự sát. Không không, hồi nãy chỗ đó mình nhắn nhảy gì ta, làm uổng quá. Rồi các bạn đợi tí mình thoát game vào lại nha. Rồi ok, mình đã vào lại game rồi các bạn ạ. Và bắt đầu chúng ta chơi lại cái ván hồi nãy. Ván hồi nãy còn một xíu nữa thôi là mình có thể đạt được cái kết quả tốt rồi. Nhưng mà lúc đó, lúc phía cuối mình nhắn nhảy một cái nên là thành ra nó bị mất một cái trong chấm mất các bạn ạ, nên là mình đành phải out out game để chúng ta làm lại trận này. Cái này có khi mình không bình luận nhiều được nha các bạn, cái này chắc là mình sẽ tập trung để mình chạy thôi. Rồi, qua được khúc 73 rồi. Bình tĩnh nào. Qua khúc 73 là ngon rồi. Màn này khúc 73 đó nó dễ các bạn ạ. Có màn khúc 73 khó lắm. Rồi khúc này đẹp rồi, còn lại khúc phía sau nữa thôi.
Wow, cái khúc bắt chéo này rất là khó các bạn ạ. Và mình đã bị tạch rồi, chúng ta sẽ làm lại nha. Rồi mình đã vào lại ở đây các bạn ạ. Cái khúc cuối thì nó đi kiểu bắt chéo, nên là cái khúc đó là mình đã bị tạch mất các bạn ạ. Và lần này thì mình sẽ cố gắng khúc đó chơi cho nó ổn một xíu, thì chúng ta có thể lấy được 120 chông trống nha. Ráng cố gắng lên. Mục tiêu là ốp của Light Titan. Và hiện tại thì mình đang có 111 chông trống, tức là mình sẽ có thể đi được cứ 10 chông trống thì đi được 2 lần, mà 100 chông trống thì đi được 20 ván. Vậy thì 110 thì mình sẽ đi được 22 ván các bạn ạ. Mà nếu mà 22 ván này mà mình lấy tất cả đều là 120 á, thì 10 ván là 1.200, 20 ván là 2.400 các bạn ạ, 2.400. Và từ đây cho đến cái khúc chỗ con Light Titan thì mình hình như là tầm 3.600 hay 3.800 gì ạ các bạn. Nên là nếu mà mình có thể đi được, đạt cái kết quả như thế thì với cái số mức Flight Chamber hiện tại thì mình có thể lấy được cái 50 ốp con Light Titan rồi các bạn. Mà chặng đường thì còn khá là dài, vì 20 ván lận rất là dài các bạn. 22 ván mà các ván đây các bạn thấy không, mình phải chạy phải là score mấy lần, chạy một ván mà mình đâu phải mình chạy cứ một lần là xong đâu, chạy phải tầm 3 đến 5 lần thì mới đạt cái kết quả mình mong mong muốn lận. Rồi sắp đến rồi sao á. Ok, đẹp, đã lấy được 120. Rồi, ok, nhận nào. Rồi, ở đây mình nhận được cái rương trái cây. Mở ra được có 100 ngàn à, tạm quá. Rồi, chúng ta sẽ bật wifi lên để cho nó nhận, dạng như nó xác nhận cái phần quà các bạn. Sau khi mà nếu mà các bạn chạy thấy vừa ý rồi á, thì bật cái wifi lên để cho nó xác nhận phần quà. Và cho nó chạy hết cái mấy cái item này đi. Đấy, symbiotic kìa, token. Rồi, ok. Sau đó thì các bạn nên chơi một xíu, đó là chính là thu một ít vàng đồ các kiểu á, và lai hai con đất với nhau. Cứ lai hai con đất với nhau là chắc chắn nhất. Đấy. Rồi, lai hai con đất với nhau, chúng ta đợi một xíu vài giây. Đi thu hoạch vàng đồ các kiểu. 4 giây nữa. 3 phút nữa là mình nhận được một cái game ở cái trụ rồi nè các bạn, trụ game này nè. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với ván mới bằng hình thức là tắt wifi đi và chơi thôi. Ở cái quán này thì sẽ lấy được cái con các bạn, con. Rồi, và bây giờ chạy thôi. Hy vọng ván này thì cái khúc phía cuối nó dễ một xíu. Với khúc 72 nó không quá khó. Khúc chỗ 72, 73 cái trong trống á. Rồi sắp tới khúc 72 rồi các bạn. À, khúc cũ à, giống giống mang cũ các bạn, giống mang cũ nên là que dễ rồi. Rồi lấy đủ 4 trong trống chỗ khúc đó. Ok, 107 rồi. Bình tĩnh nào. Rồi, đẹp. Chỉ còn 500 trống phía cuối thôi các bạn ơi. Đây đây đây. Ok, đẹp rồi. Rồi bây giờ ráng phá kỷ lục luôn ha.
Ơi tạch rồi à, tập mất rồi 36.000 điểm à, mình kỷ lục tới 47.000 lần các bạn. Rồi chúng ta sẽ bật cái wifi lên để cho nó lo cái này, để cho nó chạy hết, nó lo cái này chạy hết các bạn à. Rồi chúng ta mới cờ lam, cờ lam này sẽ cờ lam được Magicon, nhưng mà sự kiện Magicon như các bạn thấy hồi nãy á là nó đã kết thúc rồi, và khi mình cờ lam này nó sẽ bị lỗi, và bị lỗi một cái là tức là những cái này nè nó sẽ chui vào rương và đợi cái tới cái sự kiện Magicon tiếp theo. Mình thì mình có thể mở cái này ra để sử dụng cái Magicon cho những cái mục đích khác phù hợp hơn. Rồi, ok, chúng ta cờ lam nào. Đấy, cờ lam là nó tự chui vô cái trong store luôn các bạn ạ. À. Nó không yêu cầu mình mở. Rồi, tiếp tục. À, là lại con đất ha. Đây, mình vào store cho các bạn thấy ha. Magicon. Magicon đâu rồi? Ủa? Hình như nó bay luôn rồi các bạn, nó không có. Vậy là hôm nay chắc là không có được cất vào trong store rồi. Đúng rồi, chắc vậy ạ. À. Nay không không được cất vào store rồi. Rồi ok, chúng ta làm tiếp trận tiếp theo nha. Rồi trận tiếp theo này phần quà của mình thì có thể lấy được cái quả này, cái dinner box này. Và nếu mà mình chạy được 120 thì chắc là sẽ lấy được cái này luôn các bạn ạ. À. Light chest. Rồi chiến nào. Rồi chuẩn bị tới một cái cầu vòng nữa thì sẽ đến khúc 72 các bạn ạ. Ok, khúc 72 đây rồi. Đây, khúc 72 73 này hơi dễ nhỉ. Có vẻ như không quá khó các bạn ạ. Rồi, 99 đẹp rồi. 101. Game. Ok, lấy được cái game rồi. Rồi bốn trong trống chỗ này thì nhìn có vẻ khá dễ nhỉ. Bốn trong trống này cũng quá dễ luôn. Bằng này có vẻ dễ đây. Rồi lại đẹp, bốn trong trống nữa quá dễ dàng. Ơi. Khúc cuối hơi căng các bạn. Rồi khúc cuối màn này thì khúc đầu rất là dễ, nhưng mà khúc cuối là hơi căng nha. Ở đây chắc là mình sẽ thoát game và vào lại. Và chắc là video đến đây mình thấy cũng khá dài rồi các bạn ạ. Hôm sau thì mình sẽ tiếp tục cho sự kiện Runner Island sau nha. Rồi video đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha.